Hoa hậu nào ly hôn hai lần yêu đồng giới rồi lại lấy đại gia? Thông tin đời tư, hoa hậu đình đám làng giải trí Việt khiến ai nấy không khỏi bất ngờ hoang mang. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện loạt thông tin gây xôn xao liên quan đến một hoa hậu phê bích đình đám. Theo thông tin lan truyền, nàng hậu này từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Lần đầu tiên kết hôn với một đại gia bất động sản, lần thứ hai là một người đàn ông cũng khá giàu có. Tuy nhiên ở cuộc hôn nhân lần thứ hai, mạnh nồng chưa được bao lâu thì hoa hậu và ông xã vướng nghi vấn trục trặc tình cảm, thậm chí bị cho là đường ai nấy đi. Trước loạt thông tin bủa vây, cả hai giữ kín như bưng, không phủ nhận hay thừa nhận khiến khán giả không khỏi tò mò. Trải qua hai cuộc hôn nhân trắc trở, nàng hậu được cho là tìm được bình yên mới bên mối tình đồng giới. Tuy nhiên chuyện tình cảm này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Cho tới mới đây, Hoa hậu bất ngờ bị khu chuyện đã bí mật kết hôn lần ba. Được biết, chồng thứ ba của Hoa hậu tiếp tục là một đại gia làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của chân dài chẳng mấy êm xuôi khi gia đình chồng cũng chẳng mấy mạnh mà với quá khứ của cô. Đặc biệt, khi cô từng có khúc mắt lớn với chính mẹ đẻ của mình, thông tin về Hoa hậu này lập tức thu hút sự chú ý qua dữ liệu được lan truyền cư dân mạng dự đoán đây là một hoa hậu đăng quang nhiều năm trước